Chị thử xem có ai làm việc tân mà xuất hiện trước công chúng hay không? Không. Theo tôi chưa biết cái việc tân là như thế nào nha quý vị. Mà nếu mà một cái người mà họ hoạt động mà nó không đúng đó thì chắc chắn người ta phải trốn. Và một cách nói chuyện người ta không có mau lẹ, mà không phải một cái người gục ngã một cách dễ dàng. Mà nó lạ có chỗ này, mà tại sao mà chị hai chị thương việc tân ghê luôn á. Chị phải lau nước mắt cho việc tân nè, rồi chị phải đỡ việc tân khi mà việc tân khóc nó. Vậy là chị với việc tân là cái gì? Coi chừng có mối quan hệ rất là thân mật đó nha, có mối quan hệ đó. Mà ngược lại có một cái gì nè, chị không báo với chính quyền địa phương trong ngay thời điểm đó, cái đó nó mới mệt đó chứ. Việc tân của con Phương Hằng chỉ là cái đó, là em khẳng định đó là không phải là cái vở kịch nha quý vị. Đây đó là không phải là cái vở kịch, nhưng cái đó là không phải là vở kịch, nhưng họ cố tình. Cái đó là cái cô này cũng không phải là đóng kịch đâu, cái cô này là hâm mộ chị hai là thật. Cái cô này hâm mộ chị hai thật, khỏi đến đó. Nhưng cuối cùng cổ đâu biết chính cổ là một cái nạn nhân của chị hai luôn. Cổ chính là một nạn nhân. Cái câu chuyện cổ vô tình cổ nói cổ yêu thương một cái hâm mộ, một cái fan của mình, một cái idol của mình, cuối cùng cổ trở thành một nạn nhân do chính cái miệng của chị hai cùng cùng luôn. Mình thấy cái cô này là hoàn toàn cổ là một nạn nhân. Một nạn nhân rõ ràng, tại vì mình thấy họ quay vô những clip, tại vì họ không có sự sắp xếp và chuẩn bị sẵn. Họ không sắp xếp thì họ thấy một cái câu chuyện này sẵn đó, họ cắt một cái clip này ở trên cái tại vì họ có ý đồ. Tại vì cái ngày trước quý vị nhớ không, đòi quốc không trượt pháp nào, thì bắt đầu họ lái cái câu chuyện đó, họ gọi là bát bùng mà làm ao luôn, cái kiểu là như vậy đó. Chứ ngoài ra về vấn đề cái câu này không phải là diễn, mà không phải là kịch bản. Bây giờ tại nó lẹ, nó nhanh như tích tắc, thì nó không thể nào mà đưa ra cái kịch bản nó hoàn hảo được. Thì lấy cái câu chuyện thật sự như vậy mới đưa vào một cái kịch bản luôn. Chứ thật sự cái này là cái câu chuyện này là cái cô này gặp đặt có thật. Mà quý vị thấy cái cô này thật ra ngày hôm nay là người ta đã điều tra là biết. Cái cô này, chào Úc 13 nha, thì cái cô này cổ là ai? Cái cô này trước cổ là Phật tử của chùa Phật Quang và Phật tử của chùa Giác Ngộ. Là cô này cũng tên Nguyễn Thị Thu Phương hay gì đó. Cô này nè, là cổ cũng đã từng yêu mến một idol của mình, tức là cô chị hai cuồn cuộn. Và cũng đồng thời cô ta cũng yêu mến Ngài Minh Tuệ. Thì cái cô này cổ nghĩ rằng như vậy, thọ nhân đang suy luận thôi nha, chứ không phải là cái cô đó nói nha. Cổ nói giống như cổ nghĩ vậy nè, cổ nghĩ là chắc có lẽ là chị hai cuồn cuộn. Chắc cổ đứng về cái chính nghĩa, tại vì thầy là người đi tu trong cái chính nghĩa đó. Chị mới đến, ví dụ như chị nói là bao nhiêu người họ dù dập thầy không cho thầy đi cất lực. Mình nói ví dụ, tại vì mình nghe tiếng của chị hai nói thì mình không nghe tiếng cái cô đó cổ nói. Ví dụ mà cổ cũng nói vậy, cổ nói thì bây giờ thì mong cho được cái sự hợp tác vậy đó. Giống như không phải hợp tác, cô về thì cô cứu thầy đi. Giống như cái kiểu cái cô đó theo mình suy luận thôi nha, chứ người ta nói mình chưa có nghe gì hết á. Thôi giờ thì thầy vậy đi tu vậy thật. Tại vì chỉ là chính nghĩa mà. Nếu mà chính nghĩa thì cứu cái chánh pháp thì bình thường mà, đúng không? Thì xong đó thì ở đây cái chị này nè, chị lấy cái câu chuyện chị quy chụp, chị nói là việc tập. Quý vị thấy tàn nhẫn đó. Những cái idol quý vị đáng mà sáng mắt lên, để chống mắt lên, để nhìn cái sự thật, cái đúng và cái sai. Phải nhìn lên. Thật sự là cuối cùng cái người này là gì? Trở thành một cái nạn nhân. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn con cháu của họ chắc chắn lên cũng đính chính. Thì khi biết cái sự tại vì nghĩ là cái người này, thì họ chắc chắn họ cũng phải nói chuyện nha. Họ cũng phải nói chuyện thế này thế nọ ra để cho chị, quý vị biết không? Chị cũng biết là làm cái điều đó như vậy là trên nguyên tắc nó là sai, mà mình không biết cái sai và cái đúng thì mình suy luận nó vậy. Thì thật sự ra tôi mong rằng cái cô đó, tức là cái cô đó tắt mít anh đó đi, tắt mít anh đó là nào, thì nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện mà thật sự là giống như cái kiểu mà
cái câu chuyện cổ lái ghê quá. Cô này thôi đúng là nếu mà tôi là làm bên bộ thủy sản cái tể, tôi có thể cấp cho cổ một cái bằng thuyền trưởng luôn để cổ lái. Cổ lái ghê, cổ lái tàu ghê quá. Cổ lái phải nói là cổ lái từ bùn mà từ ao mà sang bùn mà từ bùn sang ao. Cổ lái phải nói là cổ lái ghê cái câu chuyện. Cổ lái mà. Tại vì thật sự ra quý vị biết không? Người ta đã có cái ý định rồi, người ta đã có cái sự mưu đồ rồi. Thì dù cho như thế nào rồi thì chăng nữa là mình là cái người, nhưng mà thật sự cái vở diễn thì không phải là cái cô đó diễn, mà cái diễn mình lái. Tại vì lái mà cái tội lái không có bằng nè, lái không có bằng cấp nè, cho nên bị đụng vào trúng, bị đụng trúng tùm lum mà tùm la hết trơn. Bị đụng trúng trại giam An Phước, bị đụng trúng chính quyền của đất nước Việt Nam, bị đụng trúng hết nha quý vị. Cho nên cần thiết phải đi học thêm cái lái tàu. Cổ lái ghê quá, lái bùn sang ao, lái thật sự là lái mà cái đồ. Cái duy nhất của cổ đó là cổ muốn đánh ngài Thích Minh Tuệ, để cho rằng tại vì giáo hội ở đây không muốn cái sự tồn tại của ngài Thích Minh Tuệ để đánh mất cái nồi cơm. Quý vị biết cái nồi cơm nó quý như thế nào. Thường thường ta nói là hôm nay thợ nhân cũng muốn chia sẻ về vấn đề cái câu chuyện của thầy đã về Gia Lai và thầy trả lời như thế nào, và rất là chung cha cái câu chuyện mà về cái câu chuyện của là công ty Thích Định Tuệ và cái câu chuyện của chị hai cuồn cuộn và anh hai cắm sừng đã diễn biến và xảy ra như thế nào, thì tự nhiên cái chia sẻ trên đường live của mình. Và một cái câu chuyện rất là chấn động mà ai cũng thích nghe và ai cũng muốn nghe, câu chuyện bị thu hồi tất cả những cái bằng, gọi là cái bằng đại học nè, rồi cái bằng nói chung là đủ thứ cái bằng hết trơn á, là của anh Thích Chân Cô hôm nay. Thật sự ra là cái câu chuyện gọi là chạm tới cái nồi cơm ba trợn như thế nào thì cái hậu quả sẽ ra sao. Và cái câu chuyện nữa là gọi là cái câu chuyện nào quốc không trượt phát nào, để đến với tất cả quý vị cùng nghe nha. Trước tiên thì thợ nhân muốn biết trên cái đường like của mình âm thanh ánh sáng ổn chưa. Nếu ổn thì cho em xin một cái tính. Cái chữ ok và số 1 để em bắt đầu vào cái câu chuyện nha. Hôm nay nói chuyện cũng có thằng nhóc nó ngồi bên đây, nhưng mà nó hứa nó không có làm ồn ào bà ngoại nữa. Bữa nay có cái mới. Cảm ơn sóng gió, cảm ơn tất cả quý vị đã đưa cái tín hiệu cho thợ nhân. Trước tiên cái câu chuyện của mình là gọi là cái câu chuyện nó diễn biến tới là cái câu chuyện thứ nhất là thời gian gần đây là gọi là câu chuyện quốc không trượt phát nào, hiểu quý vị. Thợ nhân muốn nói lên cái chủ đề này không phải là muốn công kích, cảm ơn du già, không muốn để đánh động hay là chia đàn sẽ nghe, hay là không có muốn kêu tất cả quý vị để công kích hay là để ghét chị hai cuồn cuộn đâu. Nhưng mà tại vì cái gì nó đúng là nó đúng, mà cái gì nó sai quý vị ạ. Quý vị đã thấy vừa qua những cái câu chuyện, những cái chị làm và những cái chị nói, hết chào anh, những cái chị nói và những cái chị làm, quý vị có thấy những cái chuyện gì nó đúng hay sai? Thứ nhất là về vấn đề mà quốc thầy thì có rất nhiều, một cái số nhiều các anh chị em cũng giống như YouTube, rồi cũng giống như những người trên đường live, họ có những cái phản biện và cái cách họ giải trình nó khác nhau. Còn đó như thợ nhân nghĩ là giống như cái kiểu như mà cái cách xử lý tất cả những cái tình huống và câu chuyện nó không có đúng. Sao mấy em nay chị không thấy, mấy nay em không phải là bận việc mà em bị trói hai tay lại, cho nên em không có cửa đẩy được, tức là em bị đánh, cái nít của em nó bị chưa tới, cái nít nào cũng bị đánh hết trơn á, thành thử ra em hơi chậm like. Rồi chị lên chị bảo rằng là chị công kích, đầu tiên là chị là công kích nha. Ở đây là em nói và chia sẻ một cái vấn đề thôi. Công kích cho rằng là để cho biết ông Minh Tuệ tu đúng cái chỗ nào và tu sai cái chỗ nào. Tôi đã nói rồi, tôi quốc là không trượt phát nào, thì mình đã nghe rõ ràng và chờ tới ngày 20 tháng 10.
thì cái câu chuyện nó diễn biến nó lại không như những gì chị nói. Khi chị thấy cái tất cả bao nhiêu người bắt đầu công kích chị, chứ quay ngược lại thời gian, quay về với tuổi thơ. Tức là chị nói đi đằng khác, mà tới ngày 20 tháng 10 tôi không nghe chị phân tích rằng Ngài Thích Minh Tuệ Tôn như thế nào, đúng không? Thì cái điều đó thì thật sự chúng ta phải tìm hiểu chứ. Tại vì chúng ta là người tham gia cộng đồng, phải có cái chính kiến riêng của mọi người, phải có một cái suy nghĩ riêng của mỗi con người để phổ biến ra cho toàn thể tất cả quý cô chú anh chị để thấy, để nhìn nhận được cái nào đúng cái nào sai. Chứ bản thân tôi cũng không công kích chị, tôi công kích chị thì tôi cũng không được miếng cơm hoặc manh áo, hoặc giả như tôi ghét chị thì tôi cũng không có được thưởng, mà tôi thương chị tôi cũng không có cái phần gì hết trơn á. Thành thử tôi nói là theo cái chứng kiến riêng của tôi thôi. Cái đó là những điều chị đang nói sai. Vào ngày 20 tháng 10 thì xảy ra thì những câu chuyện nó lại đi một cái hướng khác. Tức là chị không hết, chị cũng đặt Ngài Minh Tuệ, nhưng mà chị bọc cua, chị quẹo qua quẹo lại thì chỉ cho một cái người đang hâm mộ chị. Rồi bắt đầu chị hâm mộ chị thì chị tàn nhẫn hơn nữa là chị đổ thừa người ta là bên Việt Tân. Tôi nói thật với quý cô chú anh chị nha, từ ngày xưa giờ ông cha mẹ đẻ tôi từ nhỏ lớn lên giờ, tôi chưa có biết là Việt Tân. Hồi trước giờ tôi chỉ biết tôi là Việt Nam thôi, chứ tôi không biết tôi Việt Tân, Việt Á gì hết trơn á. Mà cái liên quan đó là gì? Khi mà chị nói người ta, cái tàn nhẫn nhất là mình nói người ta là cái fan hâm mộ của mình. Nhưng tại sao mà nói thật sự, theo tôi thấy những cái hình ảnh cái cô đó đó, cổ là cái người thật sự là hâm mộ cái chị hai cuồng cuộn này, rất hâm mộ chị hai cuồng cuộn này, vì chị hai cuồng cuộn này cũng là cái fan của người ta, nhưng cô này cũng là cái fan của thầy Minh Tuệ, chứ không phải là gì mà chỉ lên chỉ quy chụp chỉ nói người ta là tại vì cái người này kêu chị xuống đường để lật đổ. Quý vị nghĩ đi, thầy là người đi tu, thầy chưa bao giờ sử dụng điện thoại, thầy chưa bao giờ tiếp cận ai, mà khi nói chuyện với tất cả mọi người á thì có sự chứng kiến hàng ngàn những người họ nhìn thấy, hàng ngàn công chúng, hàng ngàn Phật tử và tất cả hàng ngàn tín đồ họ nhìn nhận, và trong đó là đâu phải không có an ninh đâu quý vị, an ninh đều thấy rõ hết. Thì tôi hỏi xin thưa với tất cả toàn thể quý vị nè, thầy không có những cái mối quan hệ đó, thầy không có điện thoại thì thầy lấy cái gì mà thầy kêu người ta để kéo xuống đường? Mà thầy tu á, Ngài Minh Tuệ đi tu thì Ngài không có cái fan, thầy đi tu là không có cái fan, nhưng mà thầy có những cái tín đồ Phật tử trong và ngoài nước, những người họ cung kính Ngài mà thôi, chứ không có một cái fan. Tại vì thầy đâu phải là người nổi tiếng mà cần phải cho có cái fan đâu, thầy không có fan đâu quý bà con cô bác. Thầy chỉ là có những người họ yêu thương thầy, họ đang yêu thương thầy và họ yêu thương cái chánh pháp này thì họ cung kính thầy thôi, chứ ngoài ra thầy không có fan. Còn những người họ cần có fan, ở đây dùng cái từ fan là không phải dành cho người tu, mà cái người fan là hãy dành cho người ta ơi. Vì người tu không cần fan, chỉ cần những người họ hiểu được cái pháp, họ cung kính trên cái pháp thôi, cung kính pháp chứ không phải là cung kính Ngài Minh Tuệ. Vì Ngài Minh Tuệ là người đã hành pháp đó để cho chúng ta thấy đó là chân lý, chứ không phải mà mình cung kính Ngài Minh Tuệ tại vì một người đó để đại diện. Tại sao mình tôn trọng một cái người công an, mình tôn trọng một cái chính quyền? Vì chính quyền là người thay mặt của một cái chế độ, một cái xã hội, giống như mình thay đổi cái thay mặt cái người đó để mình quản lý cái người dân. Còn giống như thầy là cái người đó, giống như là người đại diện cho một cái chánh pháp đó, để thực hành cái pháp đó để cho tất cả bà con, cô chú, anh chị Phật tử trên toàn thể cả một cái thế giới này để họ cung kính. Chứ ngoài ra thầy không phải là fan hâm mộ. Fan đã trừ ra những người họ cần để có fan, họ tạo dựng cho họ một cái thiên đường riêng thì họ cần cái fan. Tại vì bây giờ đa số thầy chùa bây giờ họ tạo dựng cho họ một cái thiên đường. Một thiên đường là làm gì? À, cái Phật tử này là fan của tôi từ trước giờ, hay là cái Phật tử này trước giờ fan, chứ không có nói là người này cung kính tôi từ trước giờ. Còn Ngài Minh Tuệ là người để được tất cả bà con, cô bác, anh chị Phật tử yêu thương về chánh pháp, cần phải cái sự thật á, cần phải có một cái pháp để hiểu được cái chân lý, thì ai cũng cần tới cái pháp của thầy hết. Uống hay con? Nóng rồi. Không có nóng. Công chúa nước Việt Nam mình
đạo đức tốt đẹp. Nói người ta là mình nói người ta như vậy thì thật sự ra cái đó là tạo cho người ta thêm cái nghiệp lực. Cái đó là gọi là cái nghiệp quả đó quý vị. Mà trong khi mình là một cái người ở dân ở đất nước mà người ta ái mộ mình, người ta mến mộ mình, thì không có hà cớ gì mà đổ thừa người ta là cái, ví dụ như câu chuyện người ta nói khác, mình lái đi câu chuyện mình nói khác. Thương thì có bậy nữa, mình dùng cái tình thương của tất cả mọi người để dành cho mình, nhưng cuối cùng mình trở cờ lại, mình nói người ta là cái người như vậy. Nếu thật sự là người đó là Việt Tân, tôi nói xin thưa quý bà con cô bác, nếu mà thật sự cái cô đó cổ là Việt Tân thì không hà cớ gì mà cũng ngồi cũng nói chuyện thanh thiên bạch nhật tới cỡ đó hết trơn á. Thì bao nhiêu người mà ủng hộ chị ta thì biết rồi, chị hai là biết rồi, bao nhiêu con người họ xúm lại họ yêu thương như vậy. Thì tôi xin thưa với toàn thể bà con cô bác anh chị, tại sao chị không đi báo với chính quyền địa phương nơi gần nhất để tố giác rằng, tại vì chị là một cái người đã tù mới về mà chị chưa xóa được án tích thì chị lấy được cái công chứ, chị lấy được cái công của chị để làm được. Tại vì chị nói chị vì dân, vì nước, chị vì dân là vì tất cả cái sự an nguy cho người dân và cái sự bảo vệ cho đất nước của mình, thì chị phải ra tay, chị phải lên tiếng chứ. Chị nói tại sao mà cô là Việt Tân mà cô đi nói vậy, là công an và ở đâu cũng có an ninh, an ninh sẽ mời người đó về làm việc, thì chị được một cái điểm rồi, chị được một cái điểm mà tại vì chị là cái người vì dân vì nước chị bảo vệ. Còn cái từ mà chị nói vì dân vì nước ở đây thì thật sự trong cái vấn đề này á, thì tất cả bà con cô bác tới đứa trẻ không biết được chị vì dân là vì cái gì, chị vì nước là chị vì cái gì. Chị bỏ ra vài chục tỷ, vài ba tỷ ra chị làm quỹ mổ tim, hay là chị làm cho để chị xóa bỏ những cái án tích của chị à, hay là chị xóa bỏ lại những cái ngông cuồng của chị à? Không có xóa. Chị làm việc gì, chị làm việc tốt là chị hưởng, chị làm chị hưởng hết. Còn chị làm cái chuyện không đúng sai thì có người lên họ phản biện chị, chứ chị không có được quyền chị nói là chị làm cái đó tốt, chị làm cái chuyện này xấu, mà chị bỏ ra dòng tiền chị mua đi cái gì, chị bán cái danh của chị, chị bán đi cái danh của chị bằng bao nhiêu cái đồng tiền đó. Chị làm việc chị cho thì chị cho, chị cho là chị cho, chị mượn cho mượn là cho mượn, cái nào vay là vay, còn cái nào đúng là đúng, sai là sai, phải là phải, trái là trái, chứ chị không có nên nói mà ai vua thế như vậy được. Rồi thì chị lên chị không có chịu mà chị lập công, tại vì chị nói chị vì dân vì nước, chị là chính quyền à, chị làm việc gì ở chính quyền mà chị vì dân vì nước? Cái người mà vì dân vì nước là chị phải nói là chính quyền của đất nước Việt Nam, chứ chị phải là cái gì? Chị chỉ là một cái con CEO thôi, chị là một cái công ty Đại Nam. Cái công ty đó là công ty nó đâu có nằm liên quan trực thuộc của nhà nước đâu, mà chị lên chị đại diện, chị dám khẳng định rằng chị cho rằng là chị là thay mặt chị yêu thương người dân. Chị yêu thương người dân, chị yêu chỗ nào? Chị yêu thương người dân mà chị ngồi đó chị chia đàn sẽ nghe, chị chia đàn phanh người này phanh người nọ, phanh chính nghĩa phanh không chính nghĩa, chị chia đàn sẽ nghe gì? Bây giờ cái dân tộc của đất nước Việt Nam của mình, tất cả nhà lãnh đạo giống như cái nhà cầm quyền Việt Nam, có ai bao giờ muốn cho tất cả các người dân của mình, công chúng của mình mà chia đàn sẽ nghe vậy không? Tại sao người ta có bài hát từ Bắc vô Nam nói liền biển khơi, nắm tay nhau một vòng trái đất đó? Tại sao chị không làm điều đó mà chị lên chị ngồi chị chia đàn sẽ nghe? Cái người này chửi tôi nè, người kia thương tôi nè, cái đó là chị chia đàn sẽ nghe, chị đánh động để chị phân biệt cái fan người này cái fan người kia. Đó là cái điều sai, trên nguyên tắc là chị sai. Rồi chị lên chị nói là chị không chịu mà chị có án tích, mà chị không bao giờ chị làm gì để chị có điểm. Rồi chị vô trong cái trại An Phước. Bây giờ thí dụ mà tôi không biết hoàng thượng hoàng hậu, chị nói tôi còn không có, mình chưa bao giờ mình từng vào đó cho nên mình không hiểu nha quý vị. Nhưng mà mình nghĩ là một điều như thế này, tất cả nước nào trên thế giới này đều có một cái nhà tù hết cả. Nhà tù để làm gì? Để giáo dục con người ta. Nếu mà không có những cái nhà tù, không có những cái trại giam là tình hình cướp bóc nó dậy đầy hết trơn. Nếu mà trong nhà tù mà được cư xử được tốt đẹp như ở nhà như vậy đó thì ai cũng xin vô ở tù, không cần phải có tội phạm nó vô tù. Các vị công nhận không? Vậy chứ bây giờ thí dụ những người họ tù nhân đó là họ là gì? Có phải là một cái người tệ nạn của xã hội hay không? Hay là một cái thành phần nguy hiểm của xã hội hay không? Thì cái nơi đó là cái nơi để giáo dục con người ta. Tại sợ đi vô đó để bị người ta răn đe, người ta đối xử như vậy đó, để cho biết về để cải tà mà quy chánh. Chứ đâu phải mà cứ vô cái nhà tù, cái trại giam đó người ta tung hô chị lên, người ta phải vô đó là chị mãi đỉnh đâu. Cái nơi đó là không phải cái nơi đó để rèn luyện giáo dục người ta, không phân biệt luôn. Chị là một CEO hay là một, dù cho chị là một cái CEO cỡ nào đi chăng nữa kệ chị, mà chị vô đó
thì chỉ với một cái người nhà nghèo nhất, cái bậc tầng thấp nhất thì cũng bình đẳng như nhau. Tại vì trong cái trại giam mà tù để giáo hóa con người ta tốt lên. Chứ nếu mà cái xã hội mà không có người giáo hóa vậy thì có cỡ giáo hóa mà chị đi ăn phước về mà chị còn cỡ đó đó. Nếu mà không có nhà tù thì chị còn cỡ nào nữa, đúng không? Mà đi vô đó chị ra, chị vô đó về cái chị bắt đầu chị lên chị bóc phốt người ta, chị bóc phốt cái trại giam. Bây giờ cái trại giam phải làm theo ý của chị à, cái xã hội này mà làm theo ý của chị à. Chị cái đó là cái hình thức là chị là mẹ của thiên hạ rồi đó, chị là mẹ của thiên hạ rồi đó. Một cái trại giam, một cái nhà tù là luôn luôn để giáo hóa con người ta. Chị thấy một cái thành phần nó tiêu cực, nó sống ở xã hội nè, nó lầy lụa cũng có nè, rồi nó thái quá nó cũng có nè, rồi nó vô minh nó cũng có nè, rồi những cái thành phần nó độc ác ở xã hội này cũng có nè. Cho nên phải vào cái trại đó để giáo dục con người ta, đúng không? Chứ không phải mà chị vào đó mà chị giáo dục ngược lại người ta. Người ta cư xử như vậy đó để làm gì? Mà chị đưa lên chị nói chuyện, nó không có cái bằng chứng, nó không có những cái bằng chứng cụ thể đó. Ví dụ như chị lên chị nói người ta là cái điều sai vậy đi, thì bây giờ chị muốn tố giác một cái người ở trong cái trại An Phước, một cái lãnh đạo bây giờ nè, nó có, chị không có cần phải làm đơn hay viết và gửi cho một cái chính quyền cao cấp đâu. Bây giờ nó có một cái app ở trên cái hệ thống, app ở trên cái tất cả các 63 tỉnh thành đều có một cái app đó. Cái điều gì đó người đó làm sai, chị viết ở trên một cái app đó, rồi bắt đầu chị gửi thẳng, cái giống như nó có một cái thông tin điện tử cho quý vị, chị gửi trực tiếp ở đó. Đâu phải mà chị lên mạng mà chị la đó, chị hô hào, chị cho rằng người này sai, người kia sai đâu. Chị đúng hết à. Nếu mà chị đúng hết, xã hội thì chị đúng hết thì chị đâu có vào tù, đúng không? Phải có cấp trên, cấp dưới, phải có người này, người nọ chứ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, thí dụ mà một cái xã hội, tại sao người ta tải những cái app đó về? Cái app đó về, thí dụ như nó có trong cái hệ thống đó. Đó. Chị lên đó, tất cả tỉnh thành nào cũng có cái đó trơn, chị viết ra. Cái đó là họ mau, rất là mau là xử lý. Chị muốn tố giác một cái tội phạm nào thì nó phải có một cái cơ sở, nó có bằng chứng. Tại sao ở xã hội người ta cần tố giác người đó phải có bằng chứng? Tại vì anh không có bằng chứng là anh tố giác sai người ta. Còn thí dụ người ta là một cái công quyền, một cái công an hay là một cái an ninh đó, người ta còn làm nhiều việc. Ví dụ anh tố giác tội phạm thì anh có bằng chứng cụ thể, đúng không? Mà anh không có bằng chứng là anh đang vu khống người ta. Mà anh vu khống người ta là anh đang bị vi phạm về pháp luật. Cái đó là vu khống không đúng. Còn ở đây á, bây giờ chị lên chị nói như vậy thì thật sự ra mến mày là con Miễn Hài à. Chị đi lên, chị đi tới đâu là chị gây sóng gây gió tới đó. Chị nổi đình nó lắm, tại vì chị muốn chị tụ ở cái đám đông. Chị tụ ở cái đám đông. Tại vì cái đám đông đó, nói thật với chị nha, chị tụ cái đám đông. Mà tôi nói thật với quý vị nha, tôi thì tôi không có yêu cầu một cái chính quyền hay một cái công an. Tại vì tôi là cái người dân, tôi là người dân bình thường. Tôi không có yêu cầu một cái người nào. Nếu cảm thấy một cái cơ quan chức năng có thẩm quyền, nếu mà họ thấy một cái điều đó sai, một cái điều đó không đúng, thì họ sẽ vào cuộc và xử lý. Mà tôi cũng mong tất cả các anh có thẩm quyền để vào cuộc để điều tra hết cho cụ thể, để trả lại cái danh dự của thầy, và cũng giống như trả lại cái sự bình yên cho một cái xã hội, để nó không có xây cái sự xáo trộn nữa, trả lại sự bình yên cho một xã hội. Ví dụ như một cái ông thầy tu sai đi, thì tất cả các cơ quan chức năng nghe tiếng người dân nói, thì quý vị không phải một mỗi mình Thoại Nhân nói, thì rất nhiều bà con cô bác anh chị nói rồi. Thì bây giờ các anh có thẩm quyền thì các anh cũng biết các anh làm việc gì rồi, để vào cuộc có làm việc để cho trả lại cái sự công lý công bằng cho một cái xã hội nó bình đẳng. Ôi trời ơi, mày về tao mừng quá. Sáng thì nó quậy tao như cái vô à. Bởi ai làm ăn với chồng bà là phải nên sợ. Tại vì đúng rồi, anh làm đúng làm sai tôi không cần thiết, làm như thế nào tôi không cần thiết. Nhưng mà các anh chị, cái con Thoại Nhân này nó láo quá à. Ủa, tôi láo nãy giờ tôi có chửi anh không? Mà anh kêu tôi láo hả? Anh Hùng Võ, nãy giờ tôi có đụng chạm tới cái da phả của anh không? Mà anh dám nói tôi láo vậy? Trời đất ơi, anh tối ngày cứ tối ngày người ta nói lên cái nói láo à. Khi mà đã sự việc đã xảy ra như vậy rồi, đã xảy ra như vậy thì có cái góc nhìn hết rồi quý vị. Không phải chúng ta là người nhìn, mà cái người nhìn là tất cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và cả luôn cả an ninh mạng, đúng không? Cả an ninh mạng luôn. Tại vì nếu mà an ninh mạng đó mà không mà để xem xét những cái clip của chị, mà những cái cuộc live stream của chị, thì không phải một người nhìn mà cả triệu triệu người họ nhìn. Hùng Võ, Thoại Nhân nói đúng mà.
Không phải, tại vì người ta không chấp nhận cái tiếng nói của mình, tại người ta đang bảo vệ chị Hai mà. Đang bảo vệ chị Hai. Bây giờ ồn quá. Trại giam là nơi, đúng rồi, trại giam là cái nơi cải tạo, cái nơi để giáo hóa con người ta. Tại sao con người ta, tại sao cái ông đó ổng ăn cướp ăn trộm không rồi với tự nhiên sao ông đi vô trại cải tạo về cái tự nhiên ông tốt ghê. Tự nhiên có những người họ đi vô trong trại giam đó quý vị, thời gian cái họ về họ cải tà quy chánh, nhiều khi họ cũng đi tu luôn, có rất nhiều người họ dữ dằn một anh hùng. Anh hùng giang hồ giang hán gì cũng vậy đó, cỡ nào cũng vậy hết trơn á. Đi một thời gian về là tự nhiên họ cải tà quy chánh hết, thì cái nơi đó phải là cái nơi cải tạo không? Thì cái người cải tạo thì luôn luôn, thí dụ một cái người bực bực cha bực thầy đó, khó, nó muốn cho học trò mình tốt là phải làm gì? Phải khó, đụng là phải đập, phải quánh ly thì quất quánh, vậy nó mới sợ. Chị lo cho gia đình chị đi, chị lên đó hoài. Còn gia đình của chị không thích lo. Em rảnh không? Còn có rảnh qua lo giùm chị đi, qua gửi đích cháu chị giùm được không? Em có rảnh không? Chị không rảnh rồi đó, chị lên đây chị phải nói. Còn em cảm thấy em rảnh qua đi rửa đích cháu chị nè được không? Hả Ngọc Phượng? Hả? Chuyện của người ta đâu phải chuyện của gia đình em đâu, chị nói chuyện của người ta. Chừng nào chị lo gia đình của gia phả em ra chị nói á, thì em mới được quyền lên em nói chị. Em hiểu không? Còn đây nếu chị đang bận, chị đang nói chuyện với tất cả bà con cô bác ở đây, còn em rảnh á thì em chạy qua rửa đích giùm thằng cháu chị đi, nó đang ị nè. Hiểu không Ngọc Phượng? Đã nói là trại giam. Đúng rồi, khi anh vô là anh mất cái quyền, gọi là mất cái quyền chứ không phải là gọi là bị tước cái quyền, gọi là cái quyền công dân á. Tại vì công dân chứ không phải là tước về cái quyền sống ở cái xã hội này, giống như cái quyền ở trước giờ anh được hưởng đi, anh được hưởng cái này cái nọ mà đi vào đó thì anh được hưởng cái thứ đó đó, thì không đúng. Giờ quý vị nghĩ đi, chị tố một cái chuyện này nè, chị nói là vô trong cái trại giam đó chỉ có một chai xà bông. Thợ nhân phân tích cái chuyện này thôi nha. Một cái chai xà bông đó, cái ngày 8 tháng 3 đó, tại sao mà người ta không được nhận được 100 ngàn mà được nhận được cái chai xà bông đó trị giá như vậy? Không đúng. Tôi xin thưa với bà con như thế này nè, những người họ ở trại giam đó, họ ở nhà tù á, thì đương nhiên người ta không có tiền để xài, phải đổi ra tiền hết, không có để xài tiền. Nếu mà xài tiền như vậy thì không được, thì cái xà bông thì cần thiết hơn. Cho nên trại giam mà ta đưa cái chai xà bông chỉ lên, chị cũng nói, mà chị nói nó đâu có đúng đâu quý vị. Tôi không phải là cái người, nhưng mà những người đó tôi hiểu được là nói như vậy. Tại vì cái chai xà bông đó, nó trị giá nó cũng ngang bằng cái chai xà bông nhỏ nè. Bây giờ em hỏi quý vị nè, phải đi vô đó phải chấp nhận phải chịu thôi, ai biểu mình ngông nghênh chi mình vô đó để làm gì, đúng không? Tôi xét lại tôi thấy tôi quá đau đớn, tôi mới biết vậy. Thì bây giờ biết đau đớn vậy mà ra mà còn cái mỏ nó còn vậy, mà không biết đau đớn là cỡ nào nữa, thì cho nên phải hiền hãm được cái cơn tịnh nộ của mình đó. Rồi bắt đầu chị lên ha, chị la làng la lửa lên, chị nói là chị là cái người đại diện cho nhân dân, tôi là một phần góc độ, một phần góc độ của đại diện gia đình tôi thôi. Gia đình đó tôi đại diện cả nội ngoại hai bên, cái dòng họ cháu chắc cháu chích của đời tôi. Tôi không phải là nhân dân của chị, tôi là nhân dân của chính quyền đất nước Việt Nam, chứ tôi không phải là cái nhân dân của chị nha. Tôi đính chính lại, tôi không phải là nhân dân của chị nha. Chị hay cuồn cuộn, tôi chỉ là một cái công dân của đất những người ta nè. Tôi là một nhân dân nè. Chị có đại diện ra chị làm giấy tờ cho mọi người không? Chị có làm vé thẻ, thẻ căn cước, giấy chứng minh công dân không? Chị có làm hộ chiếu bích bo cho công dân không mà chị đại diện cho nhân dân? Chị là người, tại vì cái này là cái câu nói này là thật sự ra, quý vị nên nhớ kỹ cái điều này nha. Cái người làm cho tôi là nhà nước, lãnh đạo sẽ làm cho tôi những cái giấy tờ tùy thân của tôi. Chị có đứng ra chị làm hay không mà chị nói là chị đại diện cho nhân dân? Người ta là người đứng ra làm giấy tờ tùy thân của tất cả những người công dân của đất nước Việt Nam, người ta còn chưa dám nói nhân dân này là của tôi nữa. Mà tại sao mà chị là người dám nói như vậy? Công nhận tôi bái phục chị luôn á. Thật sự ra tôi nói thật với chị ha, công nhận chị quốc, phải nói là chị quốc không trượt phát nào, mà chị quốc phát nào ra nó cũng trượt lướt hết trơn á. Mấy cái phát chị quốc đó nó không có liên quan gì hết trơn á. Người mất quyền lợi thì còn muốn nói đòi hỏi gì? Tại vì khi mà chị đừng có dính vào cái tội phạm thì cái quyền lợi chị vẫn có, mà chị vướng vào cái, tại vì cái quyền lợi đó, thí dụ như là chị được hưởng cái chế độ an sinh xã hội nè, khi chị vào đó là chị mất cái quyền lợi đó hết, đúng không? Mà khi nào chị hoàn lương lại, chị trở thành cái người tốt á, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn một điều là chị sẽ có được trở lại, thì từ 3 tháng tùy theo cái tội của chị, 3 tháng tới 6 tháng hoặc từ 3 năm. Cái án tích
nó vẫn còn mà rảnh rửa câu cho chồng gì gì Dũng mà trào cho Ngọc Phương mày không nghe thì lướt qua, tại vì nó không có thích nghe, nó không có thích mà chị hai nó lại vậy. Chị hai luôn, cho nên tôi nói nè, chị hai của các bạn mà trở thành ngài ngông cuồng những ngày hôm nay do cái sự cổ suý vô minh của các bạn mà ra hết. Cổ suý vô minh của các bạn, chị á, chị là cái người sai lầm, những cái lỗi sai đó chị không thấy, tại vì cái người sai họ không bao giờ họ thấy cái sai đó của mình, mà tại vì người khác nhìn cái sai của mình, tại vì mình soi cái gương mà mình chỉ thấy một cái mặt của mình ở trước, ở phía sau người ta nhìn, cho nên người ngoài họ nói là hoàn toàn là chính xác, bởi vì người ta nói một câu nè, cái chuyện nhà chưa chưa ngõ mà ngoài ngõ đã tường hết rồi, cái chuyện nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường, tức là mình cố tình mình che đậy cái xấu của mình thì người ta sẽ thấy, mình đưa lên cái tốt của mình thì thiên hạ không nhìn thấy cái mặt tốt của mình, mà người ta phải soi cái mặt xấu của mình. Đó là như vậy. Mày có cùng cuộn không? Không, chị mày không bao giờ có nha. Chị mày là người đàng hoàng lắm ra, chị mày không có cùng cuộn. Cái gì cái chứ tôi nói thẳng với quý vị, tôi không cho tiền trai là tôi thấy là tôi tốt hơn họ rồi. Tôi không tốt hơn cái gì hết. Tru tréo dữ vậy. Con ếch chết về cái miệng đó chị vậy, chứ con ếch thì nó kêu người ta mới biết cái chỗ nó ở, người ta mới lại nó chụp cái đầu nó chứ, mới đâm nó chứ, đúng không? Tại vì con ếch thì chắc chắn nó phải chết vậy lắm. Tại vì nó không kêu thì sao ta biết nó ở cái hang đó, đến ta tới ta bắt nó. Cho nên cái câu nói này nó rất là hay. Con ếch nó chết về cái lô miệng. Mà con người á, con gà, mình rất ghét cái tiếng gáy. Gáy ghê lắm, gáy te vậy đó, chứ không mừng gì được hết trơn. Mấy con gà mà nó gáy nhiều là hay đã bị đá, bị đâm vào ách eo lắm quý vị. Đi tù có phải giống bả luôn, ra xứ bả đi tù, đeo bông, uống nước tự do. Bây giờ cái đó là nếu mà ở tù vậy là phải ở tù ở trong, nó không ở tù ở cái trại An Phước, mà nó phải ở tù trong Đại Nam mới được như vậy nha. Nó ở trong Đại Nam mới được như vậy. Chị lên chị cho rằng chị là bà nội, rồi chị quay qua cái điều tàn nhẫn nhất, một cái fan hâm mộ của mình, họ yêu thương mình, họ đi đến, họ gặp mình. Tại sao mình nói mình vì dân mà tự nhiên mình nói cái người đó trở thành một việt tân luôn? Cái câu chuyện người ta nói, cái điều mà tàn nhẫn nhất là vậy. Nếu mà thật sự cái bà này bả là việt tân trong thời điểm đó, tôi nói thẳng với chị nha, chị mà đánh bả không trượt phát nào là điều đó, ok, cả một xã hội này tán thán và khâm phục chị. Tại vì cả một cái đất nước này, cả một cái chính quyền đất nước Việt Nam này, cả luôn an ninh Việt Nam này, mà cái người đi tìm ra Việt Tân mà không được, mà chỉ có mỗi mình chị cho mới về có 2 ngày chị tìm ra Việt Tân luôn. Cái bà Việt Tân thì bà đụng cái béo xìu, bà nằm xuống bà khóc luôn, cái Việt Tân thì kỳ vậy đó. Cho nên nó chị đó là cái sai của chị, cái sự háo thắng. Tại vì quý vị biết không, họ nhân nói vậy, tất cả những gì thì chị nói thì quý vị cũng đã biết hết rồi. Chị làm và cách chị nói, bà con cô bác có một góc nhìn nhận rõ là cái chị này nói hết rồi. Nhưng cái ở đây nó có gì nè, tại vì chị lên trong cái ngày 20 tháng 10, chị phải nói để cho chị đỡ quê, cho chị đỡ quê ra. Tại vì cái quê đó, tại vì chị đòi đánh mục đích, nhưng mà cái cuối cùng mà cũng quy chụp là thầy. Nhưng mà cái sự đáp trả của thầy phải nói là rất là hay. Thầy là người không phải là vậy. Tại vì thầy, bây giờ thầy không nói đi chăng nữa, mà cả cái xã hội này người ta cũng nhìn nhận, ta thấy là chị sai chứ không phải thầy sai. Ta thấy chị sai. Mà trong tất cả các kịch bản này, tôi nói thật cho quý vị nghe nha, chị này á, dù gì đi chăng nữa, chị cũng vuốt mặt cũng nể mũi trong giáo hội Phật giáo mà. Vì giáo hội Phật giáo, khi mà chị xây cái đền ở trong Đại Nam là cái sự xác nhận của giáo hội, mà giáo hội ký cho chị mới xây được cái đền đó. Còn giáo hội không xác nhận sao chị xây được cái đền đó? Thành thử là chị vuốt mặt cũng phải nể mũi giáo hội. Cho nên chị dứt khoát chị không bao giờ chị đánh giáo hội, mà chị đánh là đánh ngài Minh Tuệ, chứ chị không đánh giáo hội. Chị không đánh giáo hội, tại vì ở đây người ta cũng thấy rõ hết đó quý vị, cũng thấy rõ hết, chứ không có thấy, người không phải là ta không thấy đâu. Nhưng mà tại vì cái cách chị nói, tôi nói thật chứ tôi làm, nếu mà một cái chính quyền á, hay hoặc giả như tôi là một cái an ninh, tôi không bao giờ đi bắt chị Hằng. Tôi chỉ bắt là những con người mà đang cổ xí đó, tôi bắt mấy cái người đó, bắt những cái con người cổ xí sai đó, tôi bắt mấy con người đó ra. Chứ dứt khoát chị Hằng tôi không bắt chị. Tại sao phải không? Tại vì có những người đó mới có được cái câu chuyện này đó, mấy cái người cổ xí đó, tôi đi bắt mấy người đó, chứ dứt khoát tôi không bắt những người đó. Tại vì bắt hết rồi đâu ai tán thán, đâu ai cổ vũ nó đâu mà nói, không ai cổ vũ đó. Cho nên những người gờ bắt đầu đi lên công kích, đang chửi cái phe này, tự nhiên cái phân cái lành
cái lằn ranh giới ra, mày là phe của tụi con, mày là phe của cuồn cuộn, mày là phe của thầy. Nói chung là đó là tất cả mọi người đó, là tôi bắt những cái người đó, những cái người nào mà ra mặt để bảo vệ vậy, tôi bắt về tôi làm việc, tôi hỏi làm gì đúng hay sai. Tự nhiên trong khi mình trên cái nguyên tắc, ví dụ như anh được quyền ủng hộ người này, anh được quyền ủng hộ người kia, nhưng anh đưa ra cái lý luận anh nói đúng, còn ngoài cái vấn đề mà anh đưa ra cái lý luận sai á, thì cái đó anh phải chịu. Chừng nào anh tìm giống như tôi với các anh cũng giống như một cái luật sư đi, anh là luật sư bảo vệ cho thân chủ của anh, thì tôi là cũng là luật sư để bảo vệ thân chủ của tôi. Thì mỗi một cái luật sư đó họ đưa ra trên nguyên tắc văn minh, văn hóa, chứ không phải dùng những cái lời miệt thị người khác. Đó là giờ giống như mọi con người đi, anh là đại diện cho luật sư thân chủ của anh, tôi đại diện cho luật sư thân chủ của tôi đưa ra cái gì đúng thì nó sẽ đúng, để cho tất cả các cả xã hội thế giới người ta nhìn nhận. Còn anh đưa ra cái sai thì anh bị giống như mà khi mà đi chị hai của các anh bước ra, là khi cả chị hai của các anh là một người tù, thì luật sư của các anh đã bị thất bại rồi. Chính các anh là luật sư của chị của các anh mà các anh đã bị thất bại rồi, chứ đâu có thành công. Chừng nào thành công là chiến thắng á, mà chị các anh không đi tù á, thì ok, các anh sẽ trở thành người chiến thắng. Đã một luật sư đã đứng ra cãi, mà cãi ngông cuồng, cãi sai như vậy mà cãi cái gì. Mọi người đều có một luật sư, tức là tôi luật sư đại diện cho cái bên thân chủ của tôi, các anh đại diện cho luật sư thân chủ của các anh. Thì các anh không có nên để công quốc đưa ra những cái phương án nào nó phù hợp với đất nước, nó phù hợp với pháp luật của đất nước Việt Nam, thì đưa ra cái nào đúng, mình là người chiến thắng. Đâu cần là phải lên chửi chi vậy, đủ mẹ đủ cha đủ má chi với mấy anh mấy chị, hay là mày là con này con kia chi vậy, mệt lắm, hiểu không? Cuồn cuộn còn đội bô, bà Hằng bị hở, bị hớ pháp của thầy Minh Tuệ phải phán xét rồi. Bây giờ ở đây chị nói là cái tụi này được cân, cái tụi bay là ba que, cái tụi của bay là này, các anh các chị không cần phải chửi vậy. Chị chửi người ta tụi ba que, cái tụi gì cái tụi ba sọc ba màu đó, chị chửi hay quá làm sao, chị đi đến cái thiên đường đảo xếp vậy. Cái nơi đảo xếp là cái nơi gì đúng không, là cái nơi nó đã trùm rửa tiền đó, cái đảo xếp đó. Cho chị vậy là chị có quốc tịch đó, đảo xếp làm chi vậy chị hai? Hello, hello, hello bàn cô. Cô có luật sư Hồ Nguyên Lễ nên cô không sợ, vì ông đó giỏi lắm. À, cô có luật sư Hồ Nguyên Lễ ha. À, cái luật sư có giỏi ở cỡ nào đi chăng nữa mà cái quyền quyết định là ai? Cái quyền quyết định cuối cùng là ai? Cãi thì anh cãi ngang, cãi bướng, cãi càng gì cái gì cũng được hết trơn. Nhưng mà anh cãi đúng theo luật pháp, đúng theo hiến pháp thì anh cãi. Nhiều khi anh đưa ra trong thời điểm đó cái hiến pháp, nhiều khi nó thay đổi là trong cái hiến pháp đó, hay là nó thay đổi cái chỉ định lại, hay là cái quy định. Chứ bây giờ đi lên đây để nên bà ấy mới không sợ chị ơi. Sợ ai cũng được, tại vì nếu mà luật sư mà giỏi á, thì cái lúc đầu chị không có đi trong trại giam An Phước, chị không đi 2 năm mấy. Tôi chứng minh rằng nếu luật sư, tại vì chị có tiền chắc chắn chị mướn luật sư giỏi. Mà nếu luật sư giỏi đó mà cứu chị được khỏi tù thì chị là hay. Tại vì cái quyền quyết định là cái quyền quyết định của ai? Của chủ tọa, chứ không phải quyền quyết định của ông luật sư. Ông luật sư đó không quyết định, có thể ủa người ta nhận tiền mình mà, ta cãi cho mình vừa ý chứ. Ganh tị khổ cho mình. À vậy hả, đúng rồi, trời tôi ganh tị lắm luôn nè. Tôi ganh tị mà tôi không ngủ được, nó mới có 6:30, 7 giờ tối là tôi ngủ à. Ganh tị mà không ngủ được hết trơn á. Cái câu từ mà nói ganh tị là những người họ đang bị thiếu cái sự hiểu biết. Cái não nó không có chứa cái hàm lượng DHA, hầu như tôi thấy hầu như nó chứa cái gì, nó chứa bà đậu thì nhiều, đúng không? Tự nhiên tôi ganh tị làm cha tôi làm gì chứ vậy, hiểu không? Còn các ông, các bà thì cứ theo cái hướng đó đi, tôi đâu có buộc phải theo hướng tôi. Bình giáp ảnh chỉ thích Minh Tuệ 2 clip để te tua nơi Tả Thọ Nhân có dám chửi lại mới nể nè. Nói nghe nè, tôi ở đây tôi không phải là công kích để đi lên đây để tôi chửi đi cho các bạn nghe. Tôi đâu có cái để phục vụ cho bất cứ một cá nhân nào. Tôi không phải làm cho một cái cá nhân để phục vụ cho cá nhân nào. Giống như mình ghét người đó, chị lên chị chửi người đó để cho hả giận các vị đâu. Tôi nói thật với quý vị, tôi làm theo cái suy nghĩ của tôi, chứ tôi không làm theo cái suy nghĩ của ai hết. Còn ở đây các anh chị muốn mà ông Giáp ông Ảnh gì đó chửi thì các anh chị cứ lên chửi lại, chửi làm clip chửi lại cho không có suối.
Mình đừng bao giờ ném đá dấu tay. Những kẻ dám ném đá dấu tay là những kẻ tồi của xã hội. Không chơi ném đá dấu tay. Thích ông đó lên làm clip nói thẳng ông đó. Không ưa ông đó lên làm clip nói thẳng. Chứ xúi người ta gì hả, hả Thanh Nhàn, không có nên như vậy nha. Vậy là sai đó. Mình không thích người nào mà lên nói mấy thằng này không giải quyết được vấn đề. Còn ở đây á, ai hay ai dở thì không cần thiết mình phải tung. Ví dụ như bây giờ tôi đã quý cái người đó, cái người tôi dở và tôi cũng nói người đó hay, mà tôi ghét người đó có dở cái nào tôi không thấy nó họ dở. Tại vì cái quan trọng là các anh các chị các ông các bà thì theo cái định hướng với cái cảm tưởng của cái con tim của mình, chứ không dằn lại cái lý trí mình biết được cái nào mình đúng hoặc sai. Tại vì cái cảm này bây giờ ôi thấy vàng gì, từ cái tánh cách đồ này kia thích quá, tôi thật sự tôi cũng thích, nhưng mà cái lý trí của mình có cái đó là sai, mình nói sai để làm gì? Cái xã hội mình đi học đây là cái trường lớp ở xã hội, giáo hóa chúng ta bằng qua những nhiều cái cách để sống. Cái tinh hoa mình học, mà cái xảo trá mình bỏ, những cái xấu bẩn của mình bỏ, quốc không trượt vô ông Hoàng Yên mới làm loạn xã hội. Quốc chi vậy? Cho nên mình đừng, ví dụ quý vị thấy khiêm tốn, anh biết làm, chị biết làm này, dạ không, hồi đó giờ không biết làm. Mà khi mình làm được á, mình mới trở thành người giỏi, đúng không? Còn khi nào cái gì cũng biết hết trơn, cũng biết cho, mà cuối cùng mình không biết cái gì trơn. À biết mà không biết gì chứ. Cái gì cũng biết, 3, 7, 21, cái gì cũng biết hết trơn á. Con vợ bé của ông Yên hả? Con vợ bé của ông Miên hả? Trời ơi, con mà được vợ bé của ông Miên là con cũng nổi tiếng lây đó. Con mà là vợ bé của ông Miên hả? Là chị hai chứ không yên với con đâu. Nghe không? Cái này là mình, khi mình mà nói chuyện với người khác mà để cho người ta tôn sùng mình, kính mình á, thì mình đừng có lấy cái câu chuyện ra, ờ mày là vợ bé ông này, mày vợ bé ông kia. Cái cách nói của những người hàm hồ, và cách nói những người thiếu văn hóa, và cái cách nói của những kẻ vô học, hay dùng vậy nói mà giống như đú lý đó. Thà đú lý phất cờ trắng, chứ đừng có lú lý, ủa mày là vợ của thằng đó hả, mày là vợ, ủa mày là vợ của ông thầy này, mày vợ đó, là cái hình thức của những người nói chuyện bằng trong cái lý lẽ của biện luận trong kẻ vô minh. Tại vì không có cái gì mà để tìm ra của nguyên nhân cái sai của họ chứ, thì đú lý qua phải, ôi mày vợ đó, mày vợ đó hèn chi mày binh dữ không. Nhưng mà ngược lại, tại sao các anh các chị lại binh người khác được, mà tôi không có quyền binh người khác được quyền chứ? Lý trí của mọi người đưa ra cái biện luận, cảm thấy cái biện luận nào quá ok thì người ta cảm nhận được cái đó đúng, không có cần phải đối lý với tôi để làm gì. Còn giờ tôi hỏi thật nè, mỗi mà quý vị mà cứ lên có ghét tôi, có ghét gỏng, có chửi tôi nói là có chửi tôi không mất một miếng da nữa, có chửi tôi không mất một mụn nữa. Cho nên cái chửi mà cái quy chụp được các anh chị nó không ảnh hưởng tới tôi, nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả, mà nó ảnh hưởng tới cái người chửi. Tại vì cái giá trị người ta chửi mình á, mà mình chửi là giống như con hổ đó. Quý vị thấy con hổ thì không bao giờ nó đấu với con chó điên. Tại vì ngài Minh Tuệ là một con hổ. Hổ là gì? Không đấu chó điên. Một hôm người ta hỏi gì chứ, con hổ hỏi gì chứ, anh hổ ơi, tại sao chó điên nó, con thỏ nó lại hỏi anh hổ ơi, sao mà anh để cho chó điên nó cắn anh mà anh nhịn vậy, mà trong khi anh là chúa tể sơn lâm, đúng không? Thì người ta mới nói một câu gì, trời ơi con à, con hổ nó nói, bạn ơi, mình là hổ mà, mình đã nổi tiếng vang lẫy lừng cả một cái khu rừng rồi, ai cũng biết mình là cái giống loài hổ rồi, mà hà cớ gì đi đấu với con chó điên. Chó điên nó muốn, mình thắng nó, mình ngang bằng nó, sao mình đi thắng với nó, đúng không? Cho nên ở đây thì hổ thì không bao giờ đấu với chó điên nha. Đó là cái câu chuyện đó. Mọi nguồn cơn vì củ khoai ông Yên. Củ khoai củ từ vẫn được. Chị mong, chị lên chị nói, chị mong rằng ô xã hội, những người tôi nói như vậy nè, có đúng hay không? Ừ. Ai thích phiên live này cho thợ nhân xin số 1, còn không thích phiên live này cho số 2 và xin mời ra cho, không sao cả. Tại vì nhà của mình mà, đây là cái ở đây là cái nhà này, là cái nhà của xã hội. Ở đây là không phải là cái cơ quan hành chính, mà không phải là cái cơ quan pháp luật, mà cũng không phải là cái nhà riêng cá nhân của tôi. Đây là cái đường lai, là cái nhà của cộng đồng, cái nhà của xã hội. Người ta được quyền tự do người ta bước vào, nhưng mà khi đã bước vào rồi thì phải nghe ngắm để cái câu chuyện, thích thì nghe không thích thì thôi. Tại vì thật sự là cái nhà của cộng đồng xã hội, mình không ai mời mình,
cảm ơn tất cả bà con của bác anh chị rất là nhiều. Người ta cũng không mời mình, người ta không yêu cầu mình vô, thì mình đến, mình không thích thì mình đi ra, vậy thôi. Ví dụ người ta tiếp mình, ngồi mình không có phù hợp thì mình đi ra, nó đủ cái khẩu vị nó thì ngồi nghe. Chị ruột tôi có yêu, yêu nhất luôn á. Vậy hả? Cảm ơn tinh lành, linh lành. Ở đây mình, đây là một cái nhà xã hội quý vị. Cái đường like của mỗi người ở đây là cái căn nhà tự do của xã hội. Các bạn được quyền đến để tham khảo tất cả trên cái ngôi nhà của họ. Cảm thấy họ nói phù hợp với mình á, thì mình cứ đến, còn không phù hợp thì thôi mình đi ra. Đâu có gì đâu. Chị thử xem có ai làm việc tân mà xuất hiện trước công chúng hay không? Không. Theo tôi chưa biết cái việc tân là như thế nào nha quý vị. Mà nếu mà một cái người mà họ hoạt động mà nó không đúng đó thì chắc chắn người ta phải trốn. Và một cách nói chuyện người ta không có mau lẹ, mà không phải một cái người gục ngã một cách dễ dàng. Mà nó lạ có chỗ này, mà tại sao mà chị hai chị thương việc tân ghê luôn á. Chị phải lau nước mắt cho việc tân nè, rồi chị phải đỡ việc tân khi mà việc tân khóc nó. Thế là chị với việc tân là cái gì? Coi chừng có mối quan hệ rất là thân mật đó nha. Có mối quan hệ đó. Mà ngược lại có một cái gì nè, chị không báo với chính quyền địa phương trong ngay thời điểm đó. Cái đó nó mới mệt đó chứ. Việc tân của con Phương Hằng chỉ là, cái đó là em khẳng định đó là không phải là cái vở kịch nha quý vị. Đây đó là không phải là cái vở kịch. Nhưng cái đó là không phải là vở kịch. Nhưng họ cố tình. Cái đó là cái cô này cũng không phải là đóng kịch đâu. Cái cô này là hâm mộ chị hai là thật. Cái cô này hâm mộ chị hai thật khỏi đến đó. Nhưng cuối cùng cổ đâu biết, chính cổ là một cái nạn nhân của chị hai luôn. Cổ chính là một nạn nhân. Cái câu chuyện cổ vô tình cổ nói cổ yêu thương một cái hâm mộ, một cái fan của mình, một cái idol của mình, cuối cùng cổ trở thành một nạn nhân do chính cái miệng của chị hai cùng cùng luôn. Mình thấy cái cô này là hoàn toàn cổ là một nạn nhân. Một nạn nhân rõ ràng. Tại vì mình thấy họ quay vô những clip, tại vì họ không có sự sắp xếp và chuẩn bị sẵn. Họ không sắp xếp thì họ thấy một cái câu chuyện này sẵn đó, họ cắt một cái clip này ở trên cái tại vì họ có ý đồ. Tại vì cái ngày trước quý vị nhớ không, đòi quốc không trượt pháp nào, thì bắt đầu họ lái cái câu chuyện đó, họ gọi là bác bùng mà làm ao luôn, cái kiểu là như vậy đó. Chứ ngoài ra về vấn đề cái câu này không phải là diễn, mà không phải là kịch bản. Bây giờ tại nó lẹ, nó nhanh như tích tắc, thì nó không thể nào mà đưa ra cái kịch bản nó hoàn hảo được. Thì lấy cái câu chuyện thật sự như vậy mới đưa vào một cái kịch bản luôn. Chứ thật sự cái này là, cái câu chuyện này là cái cô này gặp đặt có thật. Mà quý vị thấy cái cô này, thật ra ngày hôm nay là người ta đã điều tra đã biết. Cái cô này, chào Úc 13 nha. Thì cái cô này cổ là ai? Cái cô này trước cổ là Phật tử của chùa Phật Quang và Phật tử của chùa Giác Ngộ. Là cô này cũng cũng tên Nguyễn Thị Thu Phương hay gì đó. Cô này nè, là cổ cũng đã từng yêu mến một idol của mình, tức là cô chị hai cuồn cuộn. Và cũng đồng thời cô ta cũng yêu mến Ngài Minh Tuệ. Thì cái cô này cổ nghĩ rằng như vậy, thọ nhân đang suy luận thôi nha, chứ không phải là cái cô đó nói nha. Cổ nói giống như cổ nghĩ vậy nè, cổ nghĩ là chắc có lẽ là chị hai cuồn cuộn. Chắc cổ đứng về cái chính nghĩa, tại vì thầy là người đi tu trong cái chính nghĩa đó. Chị mới đến, ví dụ như chị nói là bao nhiêu người họ vùi dập thầy, không cho thầy đi cất thực. Mình nói ví dụ, tại vì mình nghe tiếng của chị hai nói, thì mình không nghe tiếng cái cô đó cổ nói. Ví dụ mà cổ cũng nói vậy, cổ nói thì bây giờ ha, thì mong cho được cái sự hợp tác vậy đó. Giống như không phải hợp tác, cô về thì cô cứu thầy đi. Giống như cái kiểu cái cô đó theo mình suy luận đó nha. Chứ người ta nói mình chưa có nghe gì hết á. Thôi giờ thì thầy vậy đi tu vậy thật. Tại vì chỉ là chính nghĩa mà. Nếu mà chính nghĩa thì cứu cái chánh pháp thì bình thường mà, đúng không? Thì xong đó thì ở đây cái chị này nè, chị lấy cái câu chuyện chị quy chụp chị nói là việc tập. Quý vị thấy tàn nhẫn đó. Những cái idol quý vị đáng mà sáng mắt lên, để chống mắt lên, để nhìn cái sự thật, cái đúng và cái sai. Phải nhìn lên. Thật sự là cuối cùng cái người này là gì? Trở thành một cái nạn nhân. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn con cháu của họ chắc chắn lên cũng đính chính. Thì khi biết cái sự tại vì nghĩ là cái người này, thì họ chắc chắn họ cũng phải nói chuyện nha. Họ cũng phải nói chuyện thế này thế nọ ra để cho chị, quý vị biết không?
Chị cũng biết là làm cái điều đó như vậy là trên nguyên tắc nó là sai, mà mình không biết cái sai và cái đúng thì mình suy luận nó vậy. Thì thật sự ra tôi mong rằng cái cô đó, tức là cái cô đó tắt mít anh đó đi, tắt mít anh đó là nào, thì nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện mà thật sự là giống như cái kiểu mà cái câu chuyện cổ lái ghê quá. Cô này theo đúng là nếu mà tôi là làm bên bộ thủy sản, cái thể tôi có thể cấp cho cổ một cái bằng thuyền trưởng luôn, để cổ lái ghê, cổ lái tàu ghê quá. Cổ lái phải nói là cổ lái từ bùn mà từ ao mà sang bùn, mà từ bùn sang ao. Cổ lái phải nói là cổ lái ghê, cái câu chuyện cổ lái mà. Tại vì thật sự ra quý vị biết không, người ta đã có cái ý định rồi, người ta đã có cái sự mưu đồ rồi. Thì dù cho như thế nào rồi để chăng nữa là mình là cái người, nhưng mà thật sự cái vở diễn thì không phải là cái cô đó diễn, mà cái diễn mình lái. Tại vì lái mà cái tội lái không có bằng nè, lái không có bằng cấp nè, cho nên bị đụng trúng tùm lum mà tùm la hết trơn, bị đụng trúng trại giam An Phước, bị đụng trúng chính quyền của đất nước Việt Nam, bị đụng trúng hết nha quý vị. Cho nên cần thiết phải đi học thêm cái lái tàu. Cổ lái ghê quá, lái bùn sang ao, lái thật sự là lái mà cái đồ, cái duy nhất của cổ đó là cổ muốn đánh ngài Thích Minh Tuệ, để cho rằng tại vì giáo hội ở đây không muốn cái sự tồn tại của ngài Thích Minh Tuệ, để đánh mất cái nồi cơm. Quý vị biết cái nồi cơm nó quý như thế nào? Thường thường ta nói nè, em với các anh đang làm với nó, cái câu chuyện đó là muôn thuở họ vẫn còn, cho nên cái nồi cơm này luôn luôn lúc nào người ta cũng rất là ghét đó, ghét lắm đó quý vị. Rồi tới giờ bữa ngày hôm nay cho quý vị biết một cái tin vui nè, một cái tin mừng nè. Cái tin mừng này thật sự nè, tôi nghe trong báo chí thôi nha, chứ tôi không có nghe, thì nghe nói là bác tô thì bác yêu cầu giáo hội Phật giáo để công nhận ngài Thích Minh Tuệ là một người tu theo đúng chánh pháp mà giáo hội Phật giáo phải công nhận. Cái này mình nghe nói thì nghe báo viết đó, mà không biết đúng hay sai. Mình mong rằng sự việc nó đúng là như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một người thành công có cái lối đi riêng. Đúng rồi, mấy cái lối đi riêng. Người thành công thì ta lấy bùn mà đi sang cái ao đó, lấy bùn mà sang ao đó, ta phải lấp kiểu mà phải lấp cái sự đê tiện của mình, cái xấu xa của mình. Trời ơi, vừa rồi chắc mới bỏ ra 20 mấy tỷ đó để bỏ, tại vì cái chị hai chị nghĩ đó, chứ có lẽ là chị bỏ tiền ra, chị nói cỡ nào không ai dám đụng tới chị.